Ok em. Hello, hello. Welcome các em đến với tiết học ngày hôm nay của anh Sơn. Hôm nay anh Sơn sẽ cùng với các em học sau một cái dạng cuối cùng ha bạn. Đây là dạng cuối cùng và đây cũng là cái tuần cuối cùng về ôn tủ kiến thức nhé. Đây cũng là cái tuần cuối cùng về ôn tủ kiến thức. Của chúng mình thì kết thúc tuần này coi như là anh và các em đã trọn vẹn cùng với nhau một năm học, đúng không ạ? Quá là dài và anh mới vừa chớp mắt thôi, anh Sơn còn nhớ là những cái ngày đầu tuyển sinh các em nè, xong mà cái thời buổi dịch bệnh nữa, đúng không? Dịch dạy trên lab nữa, không mua được máy in nữa, bao nhiêu khó khăn rồi trải qua từ 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 rồi cuối cùng chúng mình cũng đến ngày hôm nay. Mọi thứ diễn ra quá là nhanh luôn các bạn ơi, quá là nhanh thật sự luôn. Và không ngờ đến hôm nay là kết thúc khóa của mình rồi, đúng không ạ? Hết tuần này cũng có thể gọi là hết khóa của mình rồi, bởi vì mọi kiến thức, mọi hành trình anh Sơn đã cung cấp đầy đủ với các em rồi. Ở 2 tuần cuối cùng thì mình chỉ tập trung vào luyện đề thôi chứ không có làm gì nữa cả. Thì hy vọng là lộ trình của anh Sơn, hy vọng là bài học của anh Sơn và hy vọng tình cảm của anh dành cho các em á, thì sẽ một phần là đó là cái động lực, cũng như một phần là đó là cái hành trang để cho các em gọi là chinh phục một cái kỳ thi đại học. Kỳ thi đại học á, ngày xưa người ta ví nó là một cái kỳ thi của cuộc đời. Nếu mình không đậu đại học thì về chỉ có chăn bò mà thôi. Nhưng bây giờ không em, đại học bây giờ nó là một điều rất bình thường. Đại học chỉ là một cái con đường nhỏ trong nhiều con đường mà chúng ta lựa chọn trong tương lai và mà thôi. Cho nên là nếu mình có lỡ mình không đậu thì cũng chẳng sao, đúng không? Mà quan trọng là gì? Mình hiểu được bản thân mình hiểu được mình cần điều gì và mình hiểu được là mình cần phải cố gắng cho mục tiêu của mình, là những cái hành trang mà cả một năm học các em học với Sơn, 3 khóa để Sơn gửi gắm hết, đúng không? Mà cái cốt lõi, cái cuối cùng đó, là mình phải yêu và tin vào năng lực, tin vào bản thân của mình. Thì hôm nay buổi học hôm nay chính là mình ôn tủ và đọc điền nha các bạn, đọc điền. Thì những cái lời tâm sự tâm tình gì thì mình để đến tuần cuối cùng nha các bạn. Tuần cuối cùng á thì mình sẽ học trên Google Meet nhé. Anh Sơn sẽ không live nữa, mình học trên Google Meet, các em tham gia và học trực tuyến luôn ha. Và anh Sơn cũng sẽ không có lưu lại đề nhé bạn, tức là anh Sơn không có lưu lại bài bài live á. Anh Sơn dạy xong rồi là mất là thôi á ha. Và bởi vì là học cuối cùng nữa, các em sẽ được mặt anh Sơn nè, đúng không? Anh Sơn là show mặt anh Sơn lên nè, rồi mình sẽ có những cái buổi trò chuyện sâu hơn, được không? Vào tuần cuối cùng và sau thi thì mình cũng có một vài buổi trò chuyện sâu hơn nữa. Hy vọng là tất cả các em ha đều đỗ trường học mình yêu thích, được không? Rồi bây giờ mình cùng sang Sơn bài đọc đầu tiên các bạn. Bài đọc đầu tiên với cái tiêu đề là Dawn of Robots, tức là Dawn tức là cái bình minh nhé bạn, bình minh của con robot, tức là gì các bạn, tức là cái thời dịch là kỷ nguyên robot, hoặc là cái gì nhỉ, dịch là khởi đầu của công nghệ bạn, khởi đầu của robot. Thì form để đọc điền các em học anh là quá thuộc lòng đúng không ạ? Mình có 3 câu về ngữ pháp và 2 câu về tự vựng. 3 câu ngữ pháp, 1 câu sẽ là liên từ, 1 câu là lượng từ và 1 câu là đại từ, và có 2 câu về tự vựng dùng ngữ cảnh để mình làm thôi. Vậy thì bài đọc này mình lấy từ trong sách là The Official Guide to the IELTS, đúng không ạ? Bởi cô Pauling, hay tác giả Pauling, một cái cụ giám khảo của IELTS. Thì bài đọc này của anh Sơn thì nếu các em mà bài đọc này nhá bạn, bài đọc này anh Sơn đánh giá là nó là một bài đọc với cái mức độ của năm 2018 và 2019 nha mấy đứa. Nhé, mức độ bài đọc này 2018 2019 nha, tại vì cái cách mà anh Sơn lọc cái ngữ liệu đọc hiểu á là nó ngang ngang mức độ đó. Các bạn nhìn thấy Sơn câu đầu tiên người ta nói cái gì nhỉ? Là cái tiềm năng cho robot và computer trong tương lai gần là cái gì? Ông Gates
thì ông nói rằng là chúng ta vẫn còn một cái con đường cần một con đường dài cần phải đi. Đây là idiom của mình nha các bạn. Have a way to go, tức là còn một con đường dài cần phải đi. Đó là nghĩa đen dịch ra, còn nghĩa bóng tức là mình còn nhiều thứ phải thực hiện. Mình còn nhiều thứ cần phải làm trước khi mình đạt được cái điều đó. Ha? Vậy là chúng ta vẫn còn một con đường dài cần phải đi, chúng ta vẫn còn nhiều điều cần phải làm trước khi một con robot thực sự có thể bắt kịp với những cái con robot trong những bộ phim viễn tưởng. Ở đây các bạn có từ counterpart. Counterpart nó bạn dịch từ điển là bản sao. Ha? Counterpart dịch từ điển là bản sao. Bản sao tức là gì? Trong cái ngữ cảnh này á thì bản sao tức là cái con robot này, đúng không? Đó, về trong cái ngữ cảnh này thì tác giả ý muốn nói là cái con robot trên đời thực á thì nó vẫn chưa thể nào bắt kịp được cái bản sao, tức là cái con robot ở trong những bộ phim viễn tưởng. Ha, câu hỏi rất là lắt léo. Vì thế, cái trở ngại đây là cái gì? Mình có cái cụm từ tiếp theo là cụm từ là stumbling, stumbling block, tức là những cái trở ngại bạn, những cái trở ngại, những cái điều cản trở nha. Cái trở ngại đây là cái gì? Một cái khó khăn lớn nhất chính là làm sao để là để khiến con robot nó biết được cái vị trí của chúng. Cái điều này thì không liên quan đến tầng lớp xã hội đâu. Ấy thế nhưng nó lại liên quan đến một cái việc chính là định vị được cái vị trí ở mặt vật lý cơ. Đúng không ạ? Know one place, tức là biết được cái vị trí của mình. Thì vị trí thì có thể là vị trí và tầng lớp xã hội, hoặc là cái vị trí nó về mặt khoảng cách địa lý, đúng không? Nhưng mà tác giả nói là gì? Tác giả nói là cái điều này thì chẳng có liên quan gì đến tầng lớp xã hội đâu, mà nó về mặt nghĩa đen, tức là vị trí địa lý. Đúng không ạ? Nè, con người á thì họ định hướng bản thân họ với những cái đồ vật khác ở trong một căn phòng rất dễ dàng, nhưng đối với con robot thì để làm được cái công việc này là điều rất là bất khả thi. Tức là gì? Tức là con robot nó không thể nào xác định được những cái đồ vật và xác định được cái vị trí của nó ở trong một căn phòng. Mấy em hiểu bài chưa? Vậy cho nên mà nhìn nào, cái điều này thì chẳng liên quan đến tầng lớp xã hội cả, nhưng nó lại liên quan tới một cái vấn đề rất cơ bản, chính là định vị bản thân trong vị trí địa lý. Vậy cho mày là nhân, nếu là nhân thì anh Sơn thấy câu này đúng các bạn. Nhân thì anh Sơn thấy từ sâu là vì vậy thì không hợp lý rồi, đúng không? But là nhân à, đúng nè. And là và or là hoặc là không đúng rồi, đúng không ạ? Tiếp object, anh Sơn là danh từ số nhiều. Nếu là danh từ số nhiều thì anh Sơn sẽ bỏ câu D vì much cộng danh từ không đếm được. Anh Sơn bỏ câu A vì every cộng danh từ số ít, đúng không ạ? Few hay là other thì con người thì có thể định vị bản thân họ với những cái đồ vật khác. Vậy là những cái khác anh Sơn dùng other là hợp lý nhất, đúng không ạ? Đáp án đúng anh Sơn là câu C, được chưa? Rồi sang đảo văn số 2 của anh Sơn. Đã từ rất lâu rồi thì những nhà khoa học đã bắt đầu get round đi vòng vòng các bạn, thì cái nghĩa của nó là deal with là từ vựng các bạn học cho Sơn những cái từ Sơn bôi nha. Đã từ rất lâu rồi thì những nhà khoa học đã cố gắng giải quyết những cái vấn đề bằng cách đó là thử cái gì? Thử tái lập lại cái quá trình hình ảnh mà diễn ra ở trong vỏ não của con người. Tuy nhiên, cái thách thức này đã được chứng minh đó là cái gì đó và phức tạp. Vậy thì cái gì đó và phức tạp thì nó cần nối hai cái từ and này nữa các bạn. Cái từ and này nó phải nối hai cái vế sao các bạn tương đương nhau. Và chỗ ngoài là phức tạp thì cái chỗ ngoài nó cũng phải là cái gì rất là khó khăn, đúng không ạ? Các bạn nhìn trên Sơn. Với từ descriptive tức là có tính mô tả. Refresh là mới, đúng không ạ? Inattentive tức là lơ là, không chú ý. Và exacting của mình tức là đòi hỏi nhiều nỗ lực, đòi hỏi nhiều cố gắng, đúng không ạ? Vậy thì cái thách thức ở đây chính là gì? Cái vấn đề nó đòi hỏi rất là nhiều những cái nỗ lực và nó rất là phức tạp. Vậy cho mình chọn xong là exact câu D đúng. Đây là câu khó nha các bạn. Nếu như mình học từ vựng không tốt, các em học từ vựng không tốt thì đó phần câu này rất là khó. Ha? Và anh Sơn thấy là đến những cái tuần cuối cùng á, gần cuối anh Sơn không điểm danh nữa bạn. Ở đầu buổi á, thì những cái tuần đầu tiên anh Sơn điểm danh là muốn tạo kỷ lục ha. Nhưng mà gần cuối thì sẽ không điểm danh nữa, đúng không? Gần cuối không điểm danh, bởi vì những cái bài cuối là nó càng cô đọng mà càng cốt lõi và những cái phần điểm rất là ben cao rồi các bạn. Xét buổi cuối mình toàn học đọc hiểu, đọc điền rồi từ vựng giải đề, đúng không ạ? Ben điểm cao rồi. Và tuần cuối cùng là anh Sơn dạy trên Google Meet luôn. Mấy bạn không học live là không có key để mà coi đâu. Rồi nha, tiếp tục nè. Vì thế những nhà khoa học đã chuyển sang một cái giải pháp gọi là đơn giản hơn. Nhà khoa học nói là cái gì? Chúng ta đó thì đang dần các bạn pragmatic, tức là thực tế hơn các bạn. Thì cái từ này có thể gặp trong đọc hiểu, đúng không? Ví dụ đi thi bộ vẫn có thể lấy cái bài này của anh Sơn, đúng không ạ?
bộ, nhưng mà bộ cắt một cái đoạn nó dài, các bạn cái bài nó dài nhưng bộ cắt một cái đoạn dài hơn và bộ in đậm cái từ này lên, bộ hỏi từ này đồng nghĩa với từ gì, đúng không? Về thực tế hơn bạn, practical nhé, thực tế hơn, thực dụng các bạn, thực dụng, thực dụng thực tế. Vậy thì chúng ta thì đang dần trở nên thực tế hơn trong công việc của chúng ta. Chúng ta không còn cố gắng tái tạo lại những cái chức năng của con người nữa, thay vào đó chúng ta đang tìm kiếm những cái giải pháp đơn giản hơn với những cái cảm biến điện tử. Cái phương pháp này thì như thế nào? Bởi những con robot về dọn vệ sinh, đúng không ạ? Thế bạn có câu là adapt là được thích nghi nè, ở quên là adapt là nhận ai đó làm con nuôi, hoặc là được chấp thuận, được thông qua một cái chính sách, một cái đề xuất nào đó. Exemplify có nghĩa là được minh họa bằng một cái ví dụ ha. Personalize là cá nhân hóa, và avoid là tránh, được con phải chọn xem là câu B đúng không ạ? Exemplify tức là cái đề xuất này bạn, tức là cái giải pháp này nè, thì được minh họa bởi cái con robot dọn vệ sinh này, chính là tên của cái con này, đúng không mẹ? Cái con này thì nó sẽ đi xung quanh ngôi nhà của chúng ta, nó sẽ phóng ra những cái signal, tức là những cái tín hiệu được gọi là siêu âm thanh, tạo ra một cái bản đồ về căn phòng. Mà cái bản đồ nó bạn thì nó sẽ được nhớ cho những lần dọn dẹp về sau. Về đây thay thế cho vật nó sử dụng là which. Nhé, có dấu phẩy mà không dùng dát được, đúng không ạ? Vậy bài đọc của anh Sơn các bạn thấy khó không? Không khó. Thế Sơn làm nhẹ nhàng tình cảm không? Rất nhẹ nhàng tình cảm nhá. Đi thi á, đề đọc hiểu của mình nếu khó nhất là như bài này nhá. Thì buổi 1, buổi 2 của mình nó là sẽ hai hai cái sẽ là 5 cái đề, là 10 cái đề đúng không ạ? 10 cái đề đọc hiểu ngang ngang với mức độ 2018 2019. Tức là mấy em cứ lấy những cái bài đọc hiểu của 2018 2019 á, thì bạn thấy là cái cách mà bộ bộ cắt cái đoạn văn và cái cách mà bộ chọn những cái câu hỏi để ra đề á, thì nó giống 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 như vậy, nó giống như vậy nhé. Còn trong đề số 3, số 4 của mình á, thì mình là có 10 bài đọc nữa, thì 10 bài đọc đề này sẽ theo form của năm 2021, tức là những bài đọc rất là dễ ha. Và anh Sơn sẽ có 3 bài luyện tập, 3 bài luyện tập thì nó rất là cơ bản, đáng lẽ anh Sơn cho 4 bài các bạn, nhưng mà không có công sẵn 4 bài, thôi sẽ sẵn 3 bài thôi, được không? Đó. Và mình tuần này mình có một cái đề đúng không ạ? Đề số 6, phát triển số 6 của mình, đề tuần này rất là dễ, bạn cố gắng điểm cao đề tuần này nhé. Rồi, cho anh Sơn điểm số. Mấy em làm đúng bao nhiêu câu ở bài đọc điền số 1 này? Bây giờ anh Sơn dịch lại bài đọc điền số 1 mà cho các em nghe một cách gọi là trơn tru nhất. Khởi đầu của robot, khởi đầu của kỷ nguyên robot. Cái tiềm năng cho robot và máy tính trong tương lai gần là cái gì? Ông Gates nói rằng chúng ta vẫn còn một con đường rất dài để đi trước khi một con robot thực sự có thể bắt kịp với những con robot trong những bộ phim viễn tưởng. Vì thế, cái trở ngại đây chính là cái gì? Một cái điều khó khăn lớn nhất là làm sao khiến con robot biết được cái vị trí của nó. Điều này thì chẳng có liên quan gì đến một cái tầng lớp xã hội cả, nhưng nó lại liên quan đến một cái vấn đề rất cơ bản, đó chính là định vị về mặt vị trí địa lý. Con người á, thì định vị bản thân họ với những cái đồ vật khác nhau ở trong phòng rất dễ dàng, nhưng robot thì làm công việc này rất là khó khăn. Đã từ rất lâu rồi thì những nhà khoa học cố gắng giải quyết cái vấn đề này bằng cách đó là cố gắng gọi là tái tạo lại cái quá trình hình ảnh diễn ra ở trong não bộ con người. Tuy nhiên, cái thách thức này á, thì được chứng minh á, là rất là thì nó đòi hỏi nhiều những sự cố gắng và rất là phức tạp. Vì thế, những nhà khoa học đang chuyển sang một cái giải pháp gọi là đơn giản hơn. Chúng ta dần nhận thức được về tính thực tế trong công việc của chúng ta đang làm. Chúng ta không còn cố gắng để tạo ra những cái chức năng của con người nữa, thay vào đó chúng ta đang tìm kiếm những cái giải pháp đơn giản hơn với những cái cảm biến điện tử cơ bản. Cái phương pháp này á, cái cách tiếp cận này thì đã được minh họa bởi những con robot dọn vệ sinh. Những con robot này thì sẽ đi vòng quanh ngôi nhà của chúng ta, thải ra những cái tín hiệu gọi là siêu âm thanh, tạo ra một cái bản đồ ở trong bộ vi xử lý của nó, và cái bản đồ sẽ được nhớ cho những lần dọn dẹp về sau. Được không? Bài này em đúng bao nhiêu câu? Bây giờ anh Sơn sang bài số 2 của mình, đúng không ạ? The route to the perfection, tức là cái con đường dẫn đến sự hoàn hảo ha. Hoàn hảo thì hoàn hảo là một cái gì đó nghe đáng sợ lắm bạn. Anh Sơn sợ mấy người mà hoàn hảo lắm nha. Anh Sơn có một câu chuyện này kể cho các bạn nghe nè. Em xem lại đáp án bài 1 với anh. Rồi nè, 1B hay C, 3D, 4B và 5B nha. Giờ có anh Sơn có cái câu chuyện này kể các bạn nghe nè.
Ngày xưa đó thì có một cái option. Cái option này thì cái vỏ nó bị méo mấy em ơi. Vỏ option nó bị méo. Thì vì nó bị méo thì có option nó đi rất là chậm chạp. Nó đi thì nó gặp được hoa nè, gặp được lá nè, gặp được đá nè, gặp được gió nè. Thì nhưng mà nó thấy con thỏ chạy quá là nhanh trên cái option này, nó ước rằng là nó có thể có một cơ thể tròn hơn và nó đang trên quá trình là đi tìm cái mảnh ghép còn lại. Và một ngày nọ thì nó đi tìm được cái mảnh ghép phù hợp với nó, là thế là nó đã có một cái cơ thể hoàn hảo tròn chỉnh. Thì khi nó tròn như vậy á thì cái option nó bạn nó lăn rất là nhanh, nó lăn nhanh đến nỗi mà nó không còn đủ thời gian để chào và nói chuyện với gió với hoa lá xung quanh nó nữa. Thì lúc mà nó vô hình chung nó mới nhận thức được á là sự hoàn hảo á, dường như á, phải đánh mất đi những cái giá trị cơ bản xung quanh của nó, cho nên á, nó đã từ bỏ đi cái mảnh ghép hoàn hảo của nó và nó quay về với trạng thái ban đầu. Đó, cho nên là những cái người mà perfection đó bạn đáng sợ lắm, họ hoàn hảo thì họ sẽ đánh mất đi những cái giá trị cơ bản nhất của họ. Ha, rồi bây giờ mà bài đọc này nói về cái gì hoàn hảo đây? Bài đọc mà trong sách là Gold Advance các bạn. À, Gold Advance rồi. À, mình dịch nhé. Có thể có một sự hoàn hảo mà chẳng có nỗi đau đối với những cái người mà thành công trong cái thế giới nhảy múa hay không. Vậy là giàu thì dùng là giàu hu đúng không ạ? Giàu hu của mình là một cụm rồi, tức là những cái người mà câu D đúng rồi, được chưa? Đạt được cái sự hoàn hảo thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả thể chất vật lý và sự may mắn nữa. Tuy nhiên không có gì cần phải bàn cãi rằng là những cái người mà họ nhảy chuyên nghiệp á, thì họ phải tuân theo một cái gì đó, một cái từ này các bạn, regime của mình, tức là một cái chế độ ăn uống hoặc cái chế độ luyện tập nhé các bạn ha. Chế độ ăn uống hoặc chế độ luyện tập thì họ phải tuân theo một cái chế độ luyện tập khắt khe đúng không ạ? Khắt khe thì mình dùng từ rigorous để đúng đó bạn. Rigorous là khắt khe đúng không? Comparable thì nó là similar, tương tự rồi, không đúng rồi. Misleading tức là lầm đường lạc lối rồi đúng không ạ? Và outrageous thì có nghĩa là lăng mạ, có tính lăng mạ sỉ nhục thì cũng không hợp lý luôn đúng không? Bây giờ chọn sang câu này, rigorous, những cái gọi là cái chế độ luyện tập khắt khe. Kết hợp với điều này á là cái sự hy sinh hoàn toàn cho nghệ thuật. Điều này thì chắc chắn là rất là đau khổ. Dancer thì phải giống như những cái vận động viên có tính chịu đựng, nhưng họ cũng phải kết hợp với cái fitness, tức là họ cũng phải kết hợp với sự luyện tập với duyên dáng và âm nhạc đúng không ạ? Vì nhưng sơn là câu C, but rồi được nói rằng khi mà thực hiện một cái buổi trình diễn nhảy chuyên nghiệp á, thì nó không có giống với cái việc là ta chơi một cái trận đấu bóng đá, vì là không giống các bạn, một cái từ là receptive, à, sao vậy rồi receptive mind, tức là một cái gì vậy bạn, một cái trí não, một cái đầu á, mà dễ tiếp thu đúng không? Conducive to là có lợi nè, dissimilar to là không giống nè, và glue to là dính vào đâu đó hả, thì mình dùng là câu này đó bạn, dissimilar, tức là thì nó không có khác gì với chơi một cái trận đấu bóng đá cả, bởi vì dancer họ phải kết hợp giữa cái việc gọi là luyện tập nè với gọi là cái sự cao trào về mặt năng lượng nè, trong khi đó là họ vẫn phải khôi phục nhanh chóng. Trong quá khứ thì dancer những cái người mà được luyện tập gọi là được 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 train đó bạn, được đào tạo như thế nào đó, thì đào tạo một cách gọi là bởi trải qua những cái việc gọi là những cái gọi những cái gọi những cái routine mà lặp đi lặp lại đúng không? Vì là anh Sơn thấy từ each là mỗi, sao nó phải cộng danh từ nhỉ? Con này bỏ nè. Other thì không còn cộng danh từ nhưng mà other đại từ, cứ chỗ không phải đại từ các bạn. Đây là trend động từ mà. Bộ nghĩa động từ anh Sơn còn chặn từ ha. Đúng không? Nếu còn chặn từ thì mostly hay là almost, almost là gần như đúng không? Còn mostly là chính, chủ yếu hoặc phần lớn đúng không ạ? Về trong quá khứ dancer thì họ được luyện tập, họ được train, họ được đào tạo phần lớn hoặc là chính là thông qua những cái gọi là những cái thói quen lặp đi lặp lại. Nhưng mà ở trong thế giới hiện đại thì với những cái tiêu chuẩn cao về fitness
thì họ đang sử thì họ sử dụng những cái gọi là những cái kỹ thuật thêm vào đó, như là gym routine đúng không ạ, để đạt được cái sức mạnh về cơ bắp cũng như là cái thể lực, và cái mục tiêu tối thượng của họ chính là sự hoàn hảo. À, đáng sợ nha. Hoàn hảo thì luôn phải pain, đau đớn các bạn, luôn phải trả giá, thấy không? Và bài này đáp án của mình là câu B C C C C à, C C B nha, mostly ha. Anh sẽ dịch lại bài này cho bạn nghe và bạn cho anh sẽ biết là các em làm đúng bài này bao nhiêu câu nhé. Con đường dẫn đến hoàn hảo, liệu rằng có thể có sự hoàn hảo mà không có nỗi đau? Đối với những cái người mà thành công trong thế giới nhảy thì đạt được cái sự hoàn hảo phụ thuộc vào nhiều những yếu tố, bao gồm thể trạng và sự may mắn. Tuy nhiên, không có gì phải bàn cãi rằng những cái người mà họ nhảy chuyên nghiệp thì họ phải tuân theo một cái chế độ luyện tập khắt khe, kết hợp với đó là sự hy sinh hoàn toàn cho nghệ thuật. Điều này á, thì chắc chắn là rất là đau khổ. Dancer phải là những cái vận động viên có tính chịu đựng cao. Ấy thế nhưng họ còn phải có cái sự duyên dáng nữa. Người ta nói rằng thực hiện một cái buổi trình diễn nhảy chuyên nghiệp thì không có khác gì so với việc chơi một trận đấu thể thao cả. Bởi vì dancer thì phải kết hợp với sự luyện tập nè, sự bùng nổ và mặt năng lượng nè. Trong khi đó họ phải hồi phục được sức lực nhanh chóng. Trong quá khứ, những cái dancer mà được đào tạo chủ yếu thông qua những cái routine lặp đi lặp lại á. Nhưng ở trong thế giới hiện đại ngày nay thì với những cái tiêu chuẩn cao về mặt luyện tập thì họ đang sử dụng thêm những kỹ thuật như là gym routine để đạt được cái sức mạnh về cơ bắp cũng như là cái sự ở cái thể lực, và cái mục tiêu cuối cùng của họ chính là sự hoàn hảo, được chưa? Đó, bài này cũng không khó ha, dễ dàng đúng hết anh nè, quá giỏi. Tính ra là Trịnh Xuân Thanh nó là giỏi quá. Bạn Trịnh Xuân Thanh là học anh Sơn nửa khóa à, chứ không phải là học anh Sơn một năm luôn á. Chứ không phải là học anh Sơn một năm, học có nửa khóa mà thấy cải thiện ghê ha. Tức là giỏi. Tại vì Trịnh Xuân Thanh bữa nào cũng học đó bạn. Anh Sơn nói là Trịnh Xuân Thanh là không phát bữa nào luôn bạn. Trong đây có Đào Hải Đăng nè, có Trịnh Xuân Thanh nè, có Trần Tuyết Mai nè, rồi có Minh Hiếu ở trước đi học đủ, nhưng mà dạo Minh Hiếu gần thi Minh Hiếu cũng hay vắng lắm. Còn Hải Nam là chúa xem lại rồi, học sinh cưng của anh Sơn là chúa xem lại rồi. Bài văn số 3 của mình nha, là cái việc chi tiêu giảm đúng không ạ, bởi vì sự lo lắng về kinh tế. Em đang đây nè anh. Gì hả? Rồi, bài số 3 của mình là rất là dễ nha, và anh Sơn chỉ ra vào bài số 3 này nè. Bài số 3 anh Sơn dịch một lần nha, bài này nó dễ quá các bạn. Bài này trong sách Cambridge Vocabularies for Advanced các bạn. Sách này đã được ta từng ra đề rồi nha. Thì máy yếu quá không comment nổi. Rồi, Americans, người Mỹ thì họ sẽ không tiêu quá là nhiều tiền vào cái mùa lễ hội năm nay bởi vì những cái lo ngại về mặt tài chính. Cuộc nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng 56% những người Mỹ á, thì họ coi cái nền kinh tế của họ là nghèo nàn, và 46% họ tin rằng cái tình huống này sẽ trở nên tồi tệ hơn. Giờ mới để ý học sinh của anh Sơn toàn là nam, no, nam ít nha, chủ yếu là nữ với BD là nhiều nha. Rồi, bây giờ tiêu nhiều tiền đó bạn, tiền là money đúng không? Tiền là money, trong ngữ cảnh này là money đúng không? Mà money thì không tính được, mình dùng là much nha. Much các bạn, đây nè, B đúng, được không? Rồi, đáp án số 2 nha các bạn, ở đây mở từ account nè. Account kia là thêm vào, bổ sung nha các bạn. Thêm vào bổ sung ha. Và đây là một cái tin xấu cho những nhà bán lẻ, những người cố gắng mà gia tăng thu nhập của họ. Bạn thêm vào bổ sung cái thu nhập trong là income nè. Đó. Ha, gia tăng thu nhập trong cái mùa lễ hội năm nay thì có income không nhỉ? Không có income thì mình chọn có A ha. Earning tức là mình kiếm tiền á, được không ạ? Còn expense là chi phí không đúng rồi, tuition là học phí không đúng rồi, và allowance là tiền trợ cấp. Ví dụ bạn lên học mỗi tháng bố mẹ cho 6 triệu thì 6 triệu là tiền trợ cấp ha, yeah, earnings.
Rồi, đặc biệt là bởi vì cái cuộc khảo sát thì chỉ ra rằng xấp xỉ 63% những người phản hồi thì họ nói rằng họ đã lên kế hoạch để cắt giảm chi tiêu vào cái mùa lễ hội năm nay. Cái số liệu này thì vẫn không thay đổi kể từ năm ngoái, khi mà những nhà bán lẻ đã có một cái mùa, một gọi là một cái mùa bán hàng đó các bạn, rất là tệ, và họ phải giảm giá của họ, thậm chí là trước cả ngày lễ Giáng sinh, để sao các bạn, để gọi là để đẩy đi hàng tồn, đúng không, đẩy đi hàng tồn. Vậy là giảm giá thì bạn có từ plunge, plunge này là cắm đầu giảm xuống, là nhưng mà plunge là nội động từ, mà nội động từ thì không có tân ngữ nha bạn. Đây price là danh từ là tân ngữ rồi, đúng không ạ? Không có tân ngữ nha, còn không đúng. Ví dụ anh Sơn nói là cái giá của cái cổ phiếu á, hoặc là cái giá của Bitcoin á các bạn, anh Sơn nói là the price of BTC plunge, đúng không ạ? Thì cái giá của BTC nó plunge, nó cắm đầu nó chút xuống. Này suốt ngày tin nhắn của anh Sơn có tin tin cái vụ này á các bạn. Nay BTC là cắm đầu các bạn ha. Hôm bữa là BTC 28.000 đô các bạn. 28.000 đô. Thì nó cắm đầu xuống 25.000 đô. Hồi sáng là anh Sơn coi là 25.000 đô các bạn. Cái xong mà hồi sáng này anh Sơn cũng tính mua. Tính mua nó mấy đứa, tại vì tính mua là ăn sống hồi, nhưng mà anh Sơn nghĩ là nó còn giảm nữa các bạn. Mà may là không mua mấy đứa, nó là giảm xuống còn có 23.000 đô. À, nhưng mà bạn biết không, những cái người mà đánh future đó, thì hồi nãy anh Sơn lướt, anh Sơn thấy có mấy ông khoe là hôm nay lãi cả 1.5 tỷ 2 tỷ đánh future các bạn. Đánh future, đánh future là sao mấy đứa? Future là cái hợp đồng trong tương lai nha, anh Sơn dạy chỉ các bạn, cái này hay lắm. Nhưng mà cái này chỉ nó hơi cờ bạc xíu nha mẹ, cờ bạc xíu. Ví dụ là tại cái thời điểm mà giá Bitcoin là 25.000 đô và mấy bạn nghĩ nó sẽ rơi xuống nữa, đúng không? Rơi xuống nữa. Vậy thì lúc mà các bạn, nếu như các bạn có tiền á, ví dụ nha, ví dụ bây giờ trong túi em có 100 đô đi, là 2.3 triệu, đúng không? 100 đô. Thì giá Bitcoin mà 23.000 đô và em dự đoán là nó lên 25.000 đô, thì lúc này em mua tại giá 23.000 đô và em bán tại giá 25.000 đô là em có lời, đúng không? Có lời, có lãi. Nhưng mà bây giờ nó giảm thì sao? Nó giảm thì làm sao em có lãi được? À, thì lúc này á, trên thị trường tài chính á, người ta cung cấp cho mình một công cụ mà tiếng Việt gọi là phái sinh, hay tiếng Anh mình gọi là future. Future, bạn nào mà học tài chính thì sau này bạn biết có bốn cái thuật ngữ là forward nè, future nè, spot, một cái nữa là depravity. Depravity là phái sinh đó, còn future là hợp đồng tương lai đó ha. Thì phái sinh hợp đồng tương lai nó là giống nhau. Thì ở cái future hay là cái depravity, depravity, để Sơn coi lại từ đó là từ gì mà không nhớ, là phái sinh deprivative thì phải, hình như là deprivative đó bạn, deprivative hình như từ này nè, hình như từ này ha, là phái sinh mấy đứa. Thì phái sinh hoặc là future thì nó sẽ cung cấp cho bạn là khi mà thị trường nó có giảm xuống thì bạn vẫn sẽ có lãi, bằng cách mấy đứa là mấy bạn sẽ đi mượn Bitcoin, hoặc là bà mở nhỏ ha, bà mượn Bitcoin là mượn cổ phiếu ha, từ một cái kho nào đó. Thì khi em mượn thì em bán ở giá 25 và em mua trả lại ở giá 23 thì em chênh lệch được 2.000 đô, đúng không? Đó là cái lời của nó. Nhưng mà cái future nó còn khủng khiếp hơn nữa. Ví dụ em có 100 đô, đúng không ạ? 100 đô. Bây giờ là em đặt lệnh short, tức là lệnh bán tại giá 25.000 đô, và khi giá giảm xuống 23.000 đô thì em đóng lệnh, tức là em mua lại bằng giá 23.000 đô, em trả lại cái kho hàng, đúng không? Nhưng mà nếu 100 đô á, mà nếu mà nó giảm xuống, ví dụ giảm 10% đi, thì em chỉ có lãi được có 10 đô thôi, tức là lãi được 23.000, đúng không? Lãi có 10 đô thôi. Nhưng mà trong future nó có cái đòn bẩy, ví dụ em đặt đòn bẩy là ít 100 lần ít 100 lần, đúng không ạ? Ít 100 lần tức là 100 đô em nhân có 100 lần là em đang có bao nhiêu? 10.000 đô. Vậy thì nếu mà em lãi thì em lãi là 1.000 đô lận. Vậy thì với cái số vốn chỉ có 100 đô thôi, nhưng mà nếu mà nó giảm 10% em giảm là 1.000 đô, tao lãi 2-3 triệu. Kinh khủng không? Đó, cho nên là hôm nay có rất là nhiều người khoe Bitcoin là lãi 1 tỷ một ngày, các bạn thấy ghê không? Dã man hả? Quá dã man, làm giàu không khó ha. Làm giàu không khó đâu mấy đứa, không khó. Nhưng mà cái này nè là một cái gì nè,
là một cái gọi là một cái bức tranh rất là tươi đẹp được vẽ ra khi mà những cái người mà họ kêu mấy em vào nhóm của họ hoặc là trả tiền cho họ ha, được vẽ ra thôi các bạn. Nhưng mà khi bạn đánh future nè thì tỷ lệ bạn 100 người thì có một người ăn nè các bạn, 99 người khác là thua, thường là như vậy, 99 người khác chắc chắn là thua mà khó ăn lắm. Và nếu mà dễ ăn như vậy thì xã hội này giàu hết rồi mấy đứa ha. Anh Sơn chẳng đánh nữa các bạn, mà hồi một hồi trưa anh Sơn tiếc tiếc là anh Sơn không có đánh, cũng hơi tiếc tiếc các bạn, nhưng mà thôi, tại vì lỡ mà nó không xuống mà nó lên chắc xỉu, nó lên là cháy tài khoản đó các bạn. Ví dụ mấy bạn có 100 đô mà giờ túi em có 100 đô thì em chơi liều luôn, em đặt lần ít trăm lần thì em cháy hết 100 đô luôn các bạn, mất hết 100 đô. Còn nếu mà em ăn được, em ăn nhiều còn không em mất hết không còn đồng nào cả, một ăn cả ngã gì không á. Rồi, ở đây bạn dùng anh Sơn là cái từ gọi là từ slash, slash tức là gạch bỏ đấy các bạn, gạch bỏ cái giá này mình thay giá khác, tức là mình giảm các bạn, decrease nha. À, đây là giảm giảm giá hai bạn, slash price là giảm giá, được không ạ? Về câu D đúng không? Thậm chí nếu như cái tin tức á, thậm chí nếu như có một cái tin rằng là cái chi tiêu trong hộ gia đình á, thì sẽ tăng lên, thì cũng là một con dao hai lưỡi. Người ta nghiêm à, những cái người mà được khảo sát thì họ chỉ ra rằng là họ sẽ chi tiêu nhiều hơn vào những cái món hàng gọi là gia dụng thiết yếu, đúng không ạ? Nhưng họ lại bù đắp cho cái việc tăng này bằng cách họ cắt giảm đi cái chi phí những món hàng không còn thiết, về nhưng là bớt này, đúng không ạ? Và cắt giảm những cái món hàng mà không cần thiết đó bạn, thì khách là động từ phải dùng là what, đúng không ạ? Vậy là câu này vì sao là what anh Sơn? Vì đây là mệnh lệnh danh từ ha, cái mà họ chi tiêu là mệnh lệnh danh từ. Đây nè, anh Sơn chỉ bạn học phân biệt giữa what và which rất là đơn giản. Làm cái mà ta bảo đi, đúng không ạ? Thì là do, thì phải là do the thing which I want, làm cái mà tao muốn đi, do the thing which I want, được không ạ? Còn nếu bạn muốn dùng what thì bạn là do what I want, do what I want nhớ bạn. Nếu như bạn dùng đại từ which không phải là do the thing which I want, còn nếu dùng what thì dùng là do what I want, tức là sau what, trước trước thằng what đó, là một động từ hả, còn trước thằng thing á, ở trước thằng thing là một cái danh từ, lộn, trước thằng which thì một cái danh từ, được không? Cho nên là cut là cắt giảm, động từ dùng là what, hiểu bài chưa? Rồi câu số bài số 4 của mình nhé. Bài này thì trong sách là Cambridge English Advanced Practice ha. Sách này khó nữa bạn. Sách này khó nữa. Rồi, anh Sơn dịch bài cho bạn nghe luôn. Cái sự ám ảnh của chúng ta với việc luôn phải ghi lại những cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất thì có lẽ đang phá hủy đi cái khả năng chúng ta ghi nhớ chúng, theo như một cuộc nghiên cứu mới đây. Bác sĩ Linda thì nói rằng con người thì thường sẽ vớ lấy camera của họ trong vô thức để ghi lại những cái khoảnh khắc, đúng không? Ghi lại khoảnh khắc, bạn dùng từ gì các bạn? Từ đa nghĩa nè, từ gì là ghi lại, capture đúng không? Nắm lại, chụp lại những cái khoảnh khắc đó. Thì cái capture chắc là mình chụp hình đó. Chụp lại đó bạn, thì từ đa nghĩa thì dùng từ capture nha mấy đứa. À, không dùng mấy từ này đâu, dùng từ capture. Nắm, chụp lại. Nhá. Nè, people thì họ thường sẽ vớ lấy camera của họ gần như là trong vô thức, đúng không ạ? Để có thể gọi là ghi lại những cái khoảnh khắc. Mà ở những cái khoảnh khắc đó thì họ gần như bỏ lỡ cái điều đang diễn ra trước mặt họ. Khi mà họ phụ thuộc vào công nghệ để ghi nhớ mọi thứ và sử dụng camera để ghi lại những cái sự kiện đó, thì sao? Thì họ cũng sẽ không cần phải tập trung vào nó một cách hoàn toàn. Phải tập trung hoàn toàn, đúng không? Tập trung ở attend. Attend là tham dự, ngoài ra có tự nhiên tập trung, thằng Anh Sơn dạy rồi. Trong bài từ đa nghĩa buổi số 1, attend là tập trung, dạy rồi nhé. Rồi, đúng không ạ? Và nó sẽ có những cái tác động rất là tiêu cực nè, lên cái việc chúng ta nhớ những cái trải nghiệm của chúng ta. Trong cái cuộc nghiên cứu của ông bác sĩ này, thì ổng yêu cầu á, nè, thì ổng yêu cầu một cái nhóm học sinh đại học, đúng không ạ? Thì là hoặc là chụp ảnh, đúng không?
hoặc là ghi nhớ những cái đồ vật được trình bày. Vậy là hoặc hoặc thì có từ o nữa các bạn. Either o. Either chấm 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 o chấm 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 là either o, hoặc cái này hoặc cái kia nhé. Vậy là hoặc chụp ảnh lại hoặc là ghi nhớ những cái đồ vật thì coi là đúng rồi. Đó. Thì cái ngày tiếp theo á, thì cái ký ức của mỗi học sinh á, sẽ được kiểm tra. Vậy student, student ở đây là danh từ số ít đúng không? Ít, ít phải dùng ít, ít cộng với danh từ số ít. Trí nhớ của mỗi học sinh được kiểm tra và kết quả chỉ rằng những cái người á mà họ gọi là ghi nhớ những cái đồ vật á, thì họ sẽ thì họ nhớ cái sự kiện tốt hơn so với những cái người mà chụp hình đúng không ạ? Vậy những cái đồ vật mà thì mình dùng là which đúng không? Để đúng. Dễ ha. Bài tập rất cơ bản luôn. Rồi sang bài số 5. Bài này trong sách on screen các bạn, sách này thì cũng khó. Why won't you listen? Tại sao con lại không vâng lời? Mọi người tranh luận rằng có một mọi người tranh luận rằng có những cái đứa trẻ cân bằng là điều quan trọng. Cái điều này chính là cái lý do tại sao phần lớn bậc phụ huynh lại muốn đặt ra những cái quy tắc nhằm cố gắng dạy cho những đứa trẻ điều đúng và điều sai. Tuy nhiên, cái hành vi của đứa trẻ thực sự cải thiện khi xét về sự vâng lời. Cái hành vi của đứa trẻ thật sự được cải thiện khi xét về sự vâng lời khi mà chúng phải tuân theo một bộ các nguyên tắc hay không. Thì tuân theo mà dùng như các bạn adhere to đúng không? Này dạy quá nhiều rồi. Đó, một loạt những cái từ như là tuân theo quy tắc, tuân theo luật lệ đúng không? Bữa mới dạy xong trong đề trường Bắc Ninh. Mình dạy nhiều đúng không? Đó, cái này nhanh. Adhere to. Rồi. Dường như rằng cái mức độ mà ở đó những đứa trẻ chúng tuân theo cái quy tắc ở trong gia đình đó, thì phụ thuộc vào việc là bố mẹ thực sự đối mặt với cái hành động của chúng như thế nào và liệu rằng là bố mẹ có cân nhắc đến những cái hành vi trong quá khứ của chúng hay không. Những cái hành vi nổi loạn ở những đứa trẻ đó thì thường chính là kết quả của việc những đứa trẻ chúng không có nắm bắt được. Nắm bắt được tức là hiểu được đó các bạn, hiểu được cái lý do phía sau những cái quy tắc này. Bây giờ hiểu được các bạn thì mình dùng từ gì? Câu D đúng không ạ? Câu D này là nắm lấy, chộp lấy. Ngoài ra nó nghĩa là understand, hiểu đúng không? Vậy chưa? Vậy rồi. Trong bài nào? Bài từ đa nghĩa bạn có từ compass đúng không? Compass cũng nghĩa là hiểu nè. Được không? Ha, trong bài từ đa nghĩa nhớ bạn, bài từ đa nghĩa. Grasp tức là nắm lấy, chộp lấy một kiến thức nào đó các bạn. Nắm lấy, chộp lấy một cái kiến thức nào đó tức là mình understand nó, mình hiểu nó. Rồi, có thể dễ hiểu được cái điều này là một cái thách thức đối với bố mẹ. Nè bạn nhìn nè, which e which đúng chưa, thì chắc chắn là which e là which e which which wise đúng không, which wise thì trong này là which wise rồi các bạn, which wise à. Cái which chỗ này là mấy đứa, chính là cái đại từ quan hệ thay thế là cả cái câu trước đó luôn các bạn, tức là cái việc mà khó khăn cho bố mẹ này nè thì nó chính là cái lý do vì sao mà nó sẽ tạo ra những cái nguy cơ mà những đứa trẻ sẽ bị phạt nếu mà chúng không có tập trung thì sẽ có thể mang lại những kết quả không mong muốn. Nhá, anh sang dịch lại bạn nghe nha. Gọi lần này nha. Cái hành vi nổi loạn của đứa trẻ chính là cái kết quả của việc là đứa trẻ không thể nào nắm bắt được những cái, không thể nào hiểu được cái lý do phía sau những cái quy tắc điều lệ đó. Và điều này thật sự khó khăn dành cho bố mẹ. Đó chính là cái lý do tại sao mà lại đặt ra những cái thách thức rằng là những đứa trẻ thường sẽ bị phạt nếu mà chúng không có vâng theo lời bố mẹ thì sẽ mang lại kết quả không mong muốn. Tức là cái việc mà những đứa trẻ chúng bị phạt á, khi mà chúng không có vâng theo lời bố mẹ thì là chắc chắn sẽ có kết quả không mong muốn rồi đó. Đặt ra những cái điều kiện khắt khe lên đứa trẻ thì sẽ cái gì? Thì sẽ gần như thúc đẩy chúng á, là tránh làm cái việc đó. Đúng không ạ? Và sẽ đặt thêm nhiều căng thẳng lên cái mối quan hệ của phụ huynh và con cái. Và cho mày là gần như các bạn. Thì likely mà đến với từ là most likely đúng không ạ? Gần như làm điều đó các bạn, một cái cụm luôn, most likely đúng không? Đó. Rồi, bắt những đứa trẻ là comply nè, tuân theo, bắt những đứa trẻ tuân theo những cái quy tắc đó là một điều khó khăn. Nhưng bố mẹ vẫn phải đảm bảo rằng là tạo ra một bộ những cái quy tắc mà khuyến khích những đứa trẻ hướng tới một cái hành vi tốt hơn. Vậy là mặc dù là bắt chúng tuân theo quy tắc là khó, nhưng mà bố mẹ vẫn phải đảm bảo được. Hai mình là tương phản đối lập thì mình dùng là however đúng không? Đúng chưa? À đúng. Rồi, kết thúc năm đề đọc ngày hôm nay của mình. Dễ không em?
cho anh Sơn biết là hôm nay mình có 15 năm nhân 5 là 25 câu. Thôi mình có 25 câu, các bạn làm đúng bao nhiêu câu trong tổng số 25 câu này? Ngày mai thì mình sẽ hẹn gặp lại nhau trong một cái đề đọc tiếp theo của khóa của mình nhé. Được không ạ? À? Ngày mai mình gặp anh trong một đề đọc tiếp theo trong khóa của mình. Hình như Sơn dạy lộn lịch rồi mấy em ơi. Hình như Sơn dạy lộn lịch rồi. Phải không? Mình sẽ coi lịch nhớ bạn. Hình như hôm nay học lỗi sai mà ta. Để coi, hình như Sơn dạy lộn lịch thôi. Đại sĩ. Ồ, đúng rồi, đúng không? Ồ, đúng, phải không? Ồ, đúng rồi các bạn. Hôm nay đăng lại theo lịch của mình là mình học cái gì? Mình học sao cách dùng từ, đúng không? Từ câu 31, câu 30. Mình sẽ dạy 41. Vậy là ngày mai thì mình sẽ quay lại mình học cái phần lỗi sai nha các bạn. Ngày mai Sơn sửa cái buổi đó, cái buổi lỗi sai này nha. Cái buổi số 4 này nè các bạn. Từ câu 41, câu số 10 này nè. Ha, đó các bạn nhớ mai Sơn sửa buổi này nha. Nên dạy lộn lịch rồi, hu hu luôn. Rồi, vậy là 25 câu này thì anh Sơn nghĩ các bạn nên đúng khoảng 24 câu nha mấy đứa. Là hợp lý nhất, là các em đã an toàn trong điểm số ngày hôm nay. Vừa học bây giờ kết thúc. Xin chào mấy em, chúc em một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại em một cuộc học khác. See you later.